Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, hiện nay quận Sơn Trà đang tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn đà lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình và các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, quận Sơn Trà vừa ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19, trong đó phường An Hải Bắc có 3 trường hợp và phường Nại Hiên Đông có 5 trường hợp mắc bệnh. Trước nguy cơ dịch có thể lây lan rộng ra cộng đồng, các biện pháp y tế đã được triển khai nhanh chóng. Đến nay thì An Hải Bắc đã có 22 ca là F0, 128 ca F1 đã đưa đi cách ly và chỉ có 28 ca là xin cách ly tại nhà. Và đối với địa phương thì tăng cường cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và có những văn bản xuống với chi bộ, ban công tác mặt trận cũng như là các đồng chí tổ trưởng dân phố để tuyên truyền và đề nghị các đồng chí là hoạt động trở lại các tổ phòng chống COVID tại địa bàn dân cư. Sau thời gian chuyển trạng thái bình thường mới, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trở lại tại quận Sơn Trà từ ngày 3 tháng 11. Sau 5 ngày, số F0 ghi nhận tại quận đã lên đến 54 ca, trong đó điểm nóng nhất là phường An Hải Bắc với 22 ca. Qua truy vết, hơn 400 F1 đã được cách ly tập trung. Lấy mẫu cho các người dân ở trong cái khu vực mà có những cái ca dương tính. Đồng thời khi phong tỏa thì chúng tôi tiến hành phong tỏa hẹp lại để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt với người dân. Và thực hiện theo chỉ đạo của thành phố thì trong ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi đã lấy mẫu 30% hộ gia đình ở các cái khu dân cư đông đúc, nơi buôn bán và các cái chợ thì đã phát hiện thêm một số ca. Thì việc này chúng tôi đã tiến hành khoanh vùng ngay những cái khu này, không để lây lan ra cho xã hội và tiến hành truy vết ngay. Triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát COVID-19, hiện nay quận Sơn Trà cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng theo quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc xét nghiệm tầm soát sẽ giúp phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng để cách ly, điều trị, chặn đà lây nhiễm. Đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá nguy cơ và có biện pháp phù hợp để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.